À, hôm nay lần đầu tiên đi ăn quán của người quen. Anh người quen anh rủ lên quán anh ăn. Đây. Xíu đi gọi cho anh. Long. 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 Đi ăn quán của anh Long. Mà hôm nay anh bận đi hát rồi. Bận đi hát rồi anh không ra. Giới thiệu về quán quá đã. Đi cầu thang lên lầu 2 quá đã luôn á. Sau khi mà leo lên hết 18 cái lầu thang đó, thì chúng ta đã tới được cái quán quá đã. Đã. Và số 11 hơi bị đã. Mà đã luôn. Ở đây bia với nước ngọt là miễn phí. Wow, buffet được free bia với nước ngọt luôn. Cảm ơn anh Long. Chén sụp kìa, ngon muốn gớp cái mắt luôn. Ngon lắm không mọi người ơi. Giọng hồng bắt nướng không à? Nướng muốn chết luôn vậy á. Bởi vì cần tuyển một người biết nướng tôm mực. Cần tuyển một người biết nướng tôm mực để đi ăn nha. Có ai đi không? Được Mr. Thông bao miễn phí hết. Chỉ việc ngồi nướng ăn thôi. À, hôm nay ăn ở đây á, thì đúng là quán của người nổi tiếng nên có rất nhiều tôm mực gì ăn rất là ngon, có cả ếch nữa. Và có cả ếch nướng rất là tươi luôn. Tươi và to. À, hôm nào tụi em mời người đẹp Trình Cát Xương đi ăn nha.